Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, phần lớn các gia đình gặp nạn đều có đời sống khó khăn, nên đề nghị tỉnh Lai Châu chăm lo cho người bị nạn, ổn định tình hình và tiếp tục khắc phục hậu quả. Kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, các cầu treo là loại chịu được trọng tải tới 79 tấn. Tự trọng của cầu cũng có tải trọng lớn, nhưng kết cấu neo lại không đồng bộ với cáp. Vì thế tai nạn xảy ra do đứt ốc neo, tức vị trí chịu tải yếu nhất. Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải cũng đã quyết định thành lập tổ điều tra độc lập về nguyên nhân sập cầu, gồm đại diện các đơn vị chức năng của bộ. Trước mắt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu sẽ làm đường tạm và nghiên cứu làm lại cây cầu treo để phục vụ bà con đi lại lâu dài. Bộ trưởng Thăng cho rằng, với những vùng dân tộc thiểu số, việc hướng dẫn sử dụng cầu, các thông số kỹ thuật phải chi tiết, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu bằng cả tiếng dân tộc và tiếng phổ thông. Đồng thời yêu cầu tỉnh Lai Châu kiểm tra ngay chất lượng các cầu treo tại địa bàn, đặc biệt là cầu Chu Va 8, vì đây là cầu do cùng đơn vị thiết kế thi công với cầu vừa xảy ra tai nạn thực hiện.